Cuối tuần rồi mọi thứ thì vẫn hối hả? Trời thì nóng, không biết làm gì cho thư thả ngày cuối tuần đây. Và đây là sự lựa chọn của tôi. Ok, mình mua cái kem chi này chỉ có 29.000 thôi, nhưng mà quá ư là bụi luôn, bởi vì cái phần kem nó còn xuống tận cái đáy cái ống quế nữa. À, nếu như mà bạn không phải là một người thích đắng thì mình có thể lựa chọn một cái hộp có chân châu đen thì phải, nhưng mà mấy thích ăn này này bởi vì nhìn có vẻ là rất là giòn. Hơi đắng nhưng mà không sao hết. Ngày hôm nay thì mình lựa chọn cái phô mai kem cheese. Và nếu như mà các bạn muốn lựa chọn một cái vị khác, ví dụ như là sầu riêng hay là cái hạt gì ấy mình không nhớ nữa, nên thì hãy thử xem, chọn để cho một cái ngày cuối tuần của mình có thể thư thả hơn, thoải mái hơn với một cái cây kem như thế này. Còn bây giờ thì xin phép mình sẽ ăn cái cây kem này xong và sẽ quay trở lại để đưa tới cho các bạn những cái thông tin công nghệ nhanh nhất vào ngày cuối tuần nhá. Còn bây giờ thì ta da, 150 triệu chiếc điện thoại Xiaomi có thể bị hack. Hé lộ thông tin về chiếc iPhone nắp gập của Apple. Khoa Búc chính thức kết thúc vụ Resort Arena. Motorola âm thầm phát triển smartphone 4 camera độc đáo. Confetti Việt Nam liên tiếp tung chiêu để lôi kéo người chơi. Các chuyên gia của hãng bảo mật Trustborn Research vừa phát hiện lỗ hổng lớn trong ứng dụng cài sẵn trên smartphone Xiaomi, nhà sản xuất có thị phần lớn thứ tư thế giới đứng đầu thị trường Ấn Độ. Ước tính có đến 150 triệu thiết bị chịu ảnh hưởng bởi sự cố nghiêm trọng này. Đó là ứng dụng bảo mật mang tên GrassRider, được giới thiệu có chức năng bảo vệ người dùng trước phần mềm độc hại. Tuy nhiên, thì Trustborn Research phát hiện phần mềm này tiến hành cập nhật cơ sở dữ liệu Visor trên một cổng kết nối không được mã hóa. Điều này khiến người dùng Xiaomi có thể bị tấn công khi tiến hành truy cập vào các điểm Wi-Fi công cộng. Trustborn nói rằng Xiaomi đã phát hành một bản vá ngay sau khi được thông báo về lỗ hổng nghiêm trọng này. Tuy nhiên, vấn đề được phát hiện trong ứng dụng GrassRider của Xiaomi đặt ra câu hỏi đáng lo ngại về việc người dùng có thật sự được bảo vệ hay là không. Ngay cả ứng dụng bảo mật do nhà sản xuất thiết bị tạo ra cũng không hề an toàn. Mới đây thì Apple đã đăng ký cho cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Mỹ về chiếc iPhone có thiết kế gập theo kiểu vỏ sò. Đây sẽ là mẫu điện thoại có thể sở hữu 3 camera ở mặt lưng của máy. Và với nút bấm vật lý và bàn phím T9 như điện thoại của thập kỷ trước, bằng sáng chế chính chủ Apple này được tạo nên bởi hai kỹ sư thiết kế sản phẩm là Kevin Robinson và Harlan Farahani. Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy iPhone nắp gập sẽ sử dụng cổng USB Type-C hay được trang bị công nghệ 5G. Mặc dù vậy, vào năm 2020, những tính năng này nhiều khả năng sẽ xuất hiện trên dòng iPhone thông thường của nhà tàu khuyết. Scandal khu nghỉ dưỡng Aroma Resort ở Bình Thuận có hành vi cư xử không đúng mực với khách hàng là Nguyễn Anh Khoa, thường được biết đến với tên gọi là Khoa Búc, thậm chí còn đe dọa hành hung anh này đã gây xôn xao dư luận trong 2 ngày gần đây. Không dừng lại ở đó, scandal này nhanh chóng lan rộng thành khủng hoảng truyền thông khi mà hàng ngàn người đồng loạt đánh giá khu resort này ở mức 1 sao trên Google. Thậm chí tên gọi của resort trên công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới còn bị đổi thành Aroma Resort lừa đảo khách 2 triệu. Mới đây trên Facebook cá nhân, Nguyễn Anh Khoa cho biết đã nhận được mail xin lỗi từ luật sư đại diện resort. Trước mắt chưa bàn đến nội dung đúng sai, phân tích giải thích của thư xin lỗi, nhưng mục đích là xin lỗi từ ban giám đốc thể hiện sự chân thành, mình ghi nhận và bỏ qua. Đồng thời cũng mong các bạn là những người tiêu dùng thông thái bỏ qua, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người trả lại, Nguyễn Anh Khoa cho biết. Và cũng theo anh Khoa thì mục đích của kênh YouTube của anh là review khách sạn, nhà hàng để mọi người thấy cái hay, cái đẹp thì phát huy. Cái xấu, cái chưa được thì chúng ta cải tiến, cho phù hợp chứ không phải là review để tẩy chay hay là dìm đến chết. Chỉ vài ngày sau khi thiết kế của smartphone 3 camera đầu tiên từ Motorola được tiết lộ, một sản phẩm khác mang nhãn hiệu Motorola được xuất hiện với 4 camera mặt sau cùng với thiết kế khá là độc đáo. Thay vì áp dụng các thiết lập máy ảnh thông thường của Motorola, smartphone này tự hào có một loạt các cảm biến được sắp xếp thành một hình vuông như kiểu của Huawei áp dụng trong Mate 20 Pro. Những máy ảnh này nằm ngang ở phía logo Motorola lớn và đặt trong một phần hình lồi chữ nhật lớn. Module máy ảnh khổng lồ này nằm ở trung tâm bảng điều khiển phía sau của điện thoại. Bản thân nó có thể được chạm khắc bằng nhôm chứ không phải là bằng kính. Thông tin chi tiết về các camera còn lại hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng mà Motorola có khả năng chọn thiết lập cảm biến góc rộng và tele. Camera thứ tư còn lại sau có thể là một trong 3 cảm biến độ sâu, cảm biến đường sắc hoặc là cảm biến TOF. Gần đây, với việc không tăng trưởng được số lượng người chơi trong một khoảng thời gian khá dài, thì Facebook có lẽ đang nóng ruột với sức nóng của Confetti tại Việt Nam. Thực tế, trong vài ngày trở lại đây, Confetti Việt Nam đã bắt đầu triển khai một số chiến dịch mới trong nỗ lực lôi kéo thêm người dùng tham dự game show, đố vui trả thưởng tiền mặt này.
Theo đó thì Facebook mới đây đã triển khai thêm tính năng phao cứu sinh cho người chơi confetti Việt Nam. Hiểu một cách đơn giản, phao cứu sinh đóng vai trò là một mạng trong confetti Việt Nam và giúp người chơi vẫn có thể tiếp tục cuộc chơi ngay cả khi mình đã trả lời sai một câu hỏi. Để có được phao cứu sinh này, người dùng cần phải mời một người tham gia chơi confetti Việt Nam cùng điều kiện người được mời phải chưa từng tham gia trò chơi này trước đó. Rõ ràng không khó để thấy phao cứu sinh chính là cách để confetti Việt Nam có thể tăng trưởng số lượng người chơi. Cuối cùng thì các bạn đừng quên cái chương trình đặt trước Oppo F11 và F11 Pro nhận quà cực chất bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4 nhé. Đến đây thì bản tin 2 News ngày 7 tháng 4 đã kết thúc. Hy vọng là với những thông tin mà Mây đã cung cấp ở trên sẽ có ích cho các bạn. Và cuối cùng cũng đừng quên like, share cũng như là subscribe cho kênh Thế Giới Di Động nha. Xin chào. À còn ở cái video này thì mình thực hiện quay bằng con Huawei P30 Pro. Các bạn thấy chất lượng của video này như thế nào thì hãy để lại comment bên dưới nhé.